Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đặc biệt trong chương trình: phát hiện di chứng mới, trái tim tan vỡ hậu Covid-19. Được đánh giá là một trong những di chứng nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Bộ trưởng Y tế Đức thừa nhận sai lầm khi đề xuất dừng cách ly. Nước này quay trở lại chiến dịch cách ly bắt buộc. Thừa Thiên Huế: thừa tiền ngân sách mua máy chạy thận tiền tỷ về dù không biết làm gì, cất kho 8 năm trời. Trong khi nhiều nơi bệnh nhân không có máy để chạy. Chuyển đơn tố cáo giám đốc Sở Lao động ăn chặn tiền Covid đến thanh tra thành phố Hồ Chí Minh. Bất chấp lệnh phong tỏa dày đặc trên khắp cả nước, Trung Quốc vẫn liên tục phá vỡ những kỷ lục mới về số ca mắc. Hậu Covid-19 chỉ cần lo đến các vấn đề về đường hô hấp như là ho hay là khó thở. Đó là quan điểm chỉ đúng trong thời kỳ đầu của đại dịch. Còn đến thời điểm này, đó là quan điểm hoàn toàn sai lầm và hết sức nguy hiểm. Trên thực tế, các nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới đã chỉ ra rằng nhiều vấn đề cực kỳ nguy hiểm đến sức khỏe của chúng ta hậu Covid-19. Đó là nguy cơ ảnh hưởng cơ quan sinh sản, bao gồm cả nam lẫn nữ, rối loạn tuyến giáp, suy thượng thận, đột quỵ tuyến yên, tăng nặng tiểu đường. Chúng tôi đã tóm gọn vấn đề để quý vị khán giả dễ nắm bắt, dễ ghi nhớ nhất có thể. Trước khi đến với nội dung này, chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua một số thông tin cũng rất đáng chú ý. Chuyển đơn tố cáo giám đốc Sở Lao động ăn chặn tiền Covid đến thanh tra thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có phiếu chuyển đơn tố cáo ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến thanh tra thành phố xem xét theo quy định. Đây là đơn tố cáo thứ hai tố cáo ông Lê Minh Tấn với nhiều nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó, có nội dung tố cáo ông Tấn đã chỉ đạo hai người dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền đóng góp ủng hộ khắc phục hậu quả dịch Covid-19. Trước đó, như đã phản ánh, ông này đã dùng tiền chống dịch chi hỗ trợ cho 21 cán bộ lãnh đạo của sở này. Ông này cũng đã thừa nhận sai phạm trước thanh tra. Lãnh đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết các cơ quan chức năng đang làm theo đúng quy trình, xem xét mọi góc cạnh liên quan đến đơn tố cáo của ông Lê Minh Tấn. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Bộ trưởng Y tế Đức thừa nhận sai lầm khi đề xuất dừng cách ly. Nước này quay trở lại chiến dịch cách ly bắt buộc. Covid-19 không phải là bệnh cảm lạnh. Đó là lý do tại sao phải tiếp tục cách ly khi mắc bệnh. Bộ trưởng Y tế Đức, ông Karl Lauterbach đã viết trên mạng xã hội như vậy. Ông này cũng nói thêm rằng, bản thân ông đã mắc sai lầm khi đề xuất dừng cách ly bắt buộc với F0. Theo đó, người Đức mắc Covid-19 phải cách ly ít nhất là 7 ngày. Vào tuần trước, ông Lauterbach đã đề xuất chuyển sang cách ly tự nguyện 5 ngày kèm theo xét nghiệm. Bộ trưởng Y tế nước này cho biết, ông đề xuất như vậy để cố gắng giảm bớt gánh nặng cho cơ quan y tế. Tuy nhiên sau đó, đề xuất này đã gửi đi một tín hiệu sai lệch rằng đại dịch đã kết thúc và nguy cơ của SARS-CoV-2 thì đã qua. Bởi vậy, quay lại với quy định cũ là điều cần thiết vào lúc này. Trong ngày 5 tháng 4, Đức đã ghi nhận tổng cộng là 214.985 ca mắc mới COVID-19, ít hơn 20% so với một tuần trước đó. Tổng số ca bệnh ở Đức đã vượt quá 22 triệu, với hơn 130.000 ca không qua khỏi. Chính phủ Đức cũng đang chịu áp lực vì không tìm được tiếng nói chung trong việc bắt buộc tiêm chủng. Bộ trưởng Lauterbach đã nói, dự kiến Quốc hội sẽ thông qua luật vào ngày 8 tháng 4, bắt buộc người trên 60 tuổi phải tiêm phòng COVID-19 trước ngày 1 tháng 10. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thừa Thiên Huế, thừa tiền ngân sách mua máy chạy thận tiền tỷ về dù không biết làm gì, cất kho 8 năm trời. Trong khi nhiều nơi bệnh nhân không có máy để chạy. Thưa quý vị, hai chiếc máy chạy thận nhân tạo trị giá hơn 1,2 tỷ đồng một chiếc bị cất kho suốt 8 năm trời kể khi được nhập khẩu về Bệnh viện Đa khoa Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, ở nhiều bệnh viện khác, bệnh nhân chạy thận phải chờ đợi đến phiên vì thiếu máy. Và liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Ngô Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Bệnh viện cho biết, do đơn vị không có đủ nhân lực đủ chuyên môn vận hành nên không thể vận hành. Do chưa lần nào sử dụng, nên hiện tại cũng không biết máy có còn hoạt động tốt các chức năng hay không. Cách đây khoảng mấy năm, lãnh đạo bệnh viện từng đề xuất chuyển máy đi nơi khác nhưng vẫn chưa được cấp trên phê duyệt. Để làm rõ việc trên, truyền thông đã liên hệ đặt câu hỏi với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đặc biệt trong chương trình: phát hiện di chứng mới, trái tim tan vỡ hậu Covid-19. Được đánh giá là một trong những di chứng nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Thưa quý vị, bác sĩ Huỳnh Thanh Kiều, trưởng khoa nội tim mạch 1 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, căng thẳng, sợ hãi khi dương tính, phải cách ly điều trị vì Covid-19 khiến người bệnh có thể mắc hội chứng Takotsubo,
được gọi là hội chứng trái tim tan vỡ hay là bệnh cơ tim do căng thẳng, với cơn đau thắt ngực, khó thở, mất ý thức. Khi mắc hội chứng, bệnh nhân có thể gặp phải những biến chứng như suy tim khoảng 20%, hình thành cục máu đông, loạn nhịp tim bất thường, tắc nghẽn dòng máu từ tâm thất trái và vỡ thành tâm thất. Theo bác sĩ Kiều, hội chứng này được các bác sĩ Nhật Bản phát hiện mới đây và cũng đã xuất hiện nhiều tại Việt Nam. Điều đáng lo ngại, theo bác sĩ Kiều, gần như không thể phân biệt được các triệu chứng của hội chứng này với cơn nhồi máu cơ tim cấp vì các dấu hiệu rất giống nhau, gồm đau thắt ngực, khó thở, đột ngột mất ý thức hoặc là ngất xỉu. Hội chứng Takotsubo có thể gây tử vong với tỷ lệ ngang với nhồi máu cơ tim. Thậm chí phương pháp đo điện tâm đồ cũng khó phân biệt được nhồi máu cơ tim hay là hội chứng này. Nên để có được chẩn đoán xác định nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ cần làm nhiều kiểm tra. Bác sĩ Kiều cho hay, không có phương pháp điều trị tiêu chuẩn nào cho hội chứng Takotsubo. Bác sĩ lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và việc người bệnh có bị huyết áp thấp hoặc có dấu hiệu của sung huyết phổi hay không. Hội chứng này thường gặp ở phụ nữ từ 50 tuổi trở lên, ảnh hưởng nhiều nhất trong khoảng 61 đến 76 tuổi. Bệnh xảy ra do sự gia tăng đột ngột chứng căng thẳng nghiêm trọng về sức khỏe và tâm lý. Điều này lý giải tại sao những người mắc COVID-19 có nguy cơ gặp phải hội chứng này rất lớn. Tâm lý lo lắng, căng thẳng khi nhận kết quả dương tính, cộng với việc phải cách ly để điều trị COVID-19, khiến người bệnh luôn trong trạng thái bi quan, sợ hãi, thậm chí là trầm cảm, nên rất dễ bị hội chứng trái tim tan vỡ. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Bất chấp lệnh phong tỏa dày đặc trên khắp cả nước, Trung Quốc vẫn liên tục phá vỡ những kỷ lục mới về số ca mắc. Thưa quý vị, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết, nước này ghi nhận 20.472 ca COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua, chủ yếu ở tâm điểm bùng phát, thành phố Thượng Hải. Đây là số ca nhiễm hàng ngày cao nhất được giới chức Trung Quốc công bố từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, vượt qua cả thời kỳ cao điểm của đợt bùng phát ban đầu tại Vũ Hán. Giới chức Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc cho biết, khu vực này chiếm hơn 80% tổng số ca nhiễm toàn quốc. Trung Quốc áp dụng chính sách phòng dịch nghiêm ngặt theo chiến lược Zero Covid, song nhiều đợt bùng phát vẫn xảy ra do biến chủng Omicron dễ lây lan. Khoảng 23 thành phố Trung Quốc hiện phải phong tỏa một phần hoặc là toàn bộ, với khoảng 198 triệu người bị ảnh hưởng. Cho đến nay, Trung Quốc duy trì ca nhiễm hàng ngày ở mức thấp nhờ các đợt phong tỏa cục bộ nhanh chóng, xét nghiệm hàng loạt và hạn chế nghiêm ngặt đối với di chuyển quốc tế. Tuy nhiên trong những tuần gần đây, ca nhiễm hàng ngày lên con số hàng nghìn. Giới chức cho biết họ đã phát hiện biến thể mới của Omicron có khả năng lây truyền cao gần Thượng Hải. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.